con em được 4 tháng á, là em bắt đầu ngã bệnh. Mà ngay cái ngày ngã bệnh là em là may mắn là ngay cái ngày cuối tuần là lúc anh đang chạy xe về. Là lúc đó là anh chở em đi cấp cứu, chứ ở nhà đâu có ai chở em đi được đâu. Nhưng mà trước đó khi mà cái biến cố của cái chân em nó bị liệt luôn như vậy á, thì là đã bị âm ỉ một cái bệnh gì chưa? Dạ không, bình thường luôn. Bình thường luôn. Mà cái căn tự nhiên cái nhức chân cái vậy đó. Cho nên nó làm cho mình bị sốc á. Chồng em tới giờ vẫn còn cái câu hỏi là tại sao. Cái bị nhức chân rồi xong cái đi vô cái nặng hết toàn cơ thể, cái nơ của mình á, nó bị cục hết luôn. Sau đó là không đi được luôn. Thật sự nó là khủng khiếp. Dạ. Hello, chào chị. Hello. How's it going? Come on in. Chị khỏe không? Hello, hai vợ chồng đáng yêu của Thúy Nga đây. Mọi người ơi, hai tụi em khỏe không? Dạ, khỏe. Trời ơi, hôm nay là Hiệp Phố đã có cái xe rất là dễ thương ha. Mới phải không? Mới. Ồ, vậy là hôm nay là chị đến đây với chương trình Vợ Chồng Son ngày hôm nay thì có nghĩa là chị phải đi tham quan cái nơi ăn ở tổ ấm uyên ương của vợ chồng em ha. Dạ, dạ. Căn nhà nhỏ bé, không có bạn tới cho nên hơi đơn giản, mọi người bỏ qua. Đâu sao đâu, chỗ nhà gì là quá rộng quá em. Dạ, dạ. Nhà này là cũng quá đẹp rồi đó, chứ đừng nói là nhà nhỏ bé. Dạ. Wow. Trước mặt Nga là cái gì? Cái này là cái gì đây ta? Cái này cái chỗ extras để sẽ hang. Sorry. Cái này là chắc cũng ít tập tành lắm. Nó móc quần áo lên đây nè. Cái này là cái exercise. And then dips and get it. Cả nhà ơi, đây là cái nơi exercise của ông xã em phải không? Em làm minh họa cho chị coi, chị bắt chước thử coi làm sao. Wow, hay ha. And then this one is for leg lifts and stuff. Mình làm cái này để cho nó làm cái phần nào cho nó đẹp hay là sao? Cái leg lift làm cái bụng. Trời ơi. Nhỏ lại chút xíu. Thôi nó tone cái muscle đó đó. Chắc là tôi không làm đâu, tại vì tôi thấy người ta cũng làm rồi đó mà cái bụng người ta cũng hơi bị bự. Sao? Đứng lên đây nữa. Phải đứng lên đây nữa hả? Ở bộ đây nè. Để cái cảm nhất hai cái này. And then để chừng cái này là thấy cái bụng của bộ không nhỏ được mà cái bàn chân nó sẽ nhỏ sẽ gọt từ thầy chứ quý vị. Trời ơi, cái này rất là khó nha bà con. Xuống sao ây à, tôi mới thể đau có chút xíu mà tôi quải cho đầu luôn. Thôi bây giờ cho Thúy Nga đi tham quan thêm một cái không gian. Giới thiệu. Wow, cái gì vậy? Cái dụng này là cái gì vậy bà con? Cái dụng đó là đó là vợ thứ hai của ảnh. Vợ hai hả? Dạ, có nghĩa em là vợ cả. Dạ. Hát hoặc là vợ hai hả? Dạ, đúng rồi. Nhờ đó là vợ nhà ơi, thật sự ra đây là cái đam mê của ông xã Hiệp Phố ha. Yeah. Wow, trời ơi, hát bạc quá trời. Dạ, dắt chị xuống bếp nha, nó nhỏ xíu à. Hồi tối thì có làm đồ ăn sẵn chút đại chị với lại dạ. Wow, đây là gian bếp nhỏ, cái không gian bếp rất là dễ thương. Dạ. Và hôm nay là Thúy Nga lại đứng đãi ăn món gì đây? Bún cá. Bún cá hả? Ủa, cái món này tôi thích lắm mà nha. Còn đây nữa quý vị ơi, tôi thích cái món này lắm nè. Bắp dạ. Bắp ngô là cái món sở thích của tôi nha quý vị. Đó. Rồi, cảm ơn vợ chồng em thôi. Bây giờ tính ra là mình ăn đó, nhưng mà thật ra là chị muốn trò chuyện trước. Chuyện trước. Giờ hôm nay hai vợ chồng cho Thúy Nga hỏi và trò chuyện những cái câu chuyện chưa bao giờ chia sẻ ha. Trước tiên là hai vợ chồng em có thể chia sẻ lại họ tên và tuổi của mình để cho khán giả biết ha. Dạ, em tên là Nguyễn Ngô Hiệp Phố, tên Mỹ là Hailey. Em sinh năm 1985. Em xin chào khán giả của Vợ Chồng Son ạ. Em là Ngô Minh Vương, sinh born 1984. Là cái công việc hiện tại của em là gì Vương? Làm cho US Navy Air Traffic Control, nói chuyện với mấy cái bài máy bay á. Là cái công việc của Hiệp Phố thì hiện tại là? Dạ, trước khi mà em không có bệnh thì em làm trong nhà bang. Rồi sau này em bệnh cho nên em ở nhà. Em có thể chia sẻ cái câu chuyện là cơ duyên nào mà hai tụi em lại gặp nhau? Tụi em quen qua là bên mạng.
online. Anh này hồi xưa thì anh để cái nickname là giống như là du đảng vậy á, Turkey Asian. Em thì hồi xưa em thích em mấy thích. Cái người mà du đảng, tại vì em chơi là văn quậy không à. Cái Google em là thích du đảng. Như em thì thích là văn quậy. Người cái ảnh thì ảnh là người tốt, người học giỏi, nhưng mà anh lại cái nick quậy là Turkey Asian, mà giống như tao là đại ca ở đây vậy đó. Thì em thấy cái nick đó nó cool, em mới nhắn vô em nói chuyện riêng. Tại sao em lại thích cái gu mẫu người quậy là sao? Tại vì em sống lớn lên ba em rất là khó. Rồi em phải học giỏi, rồi đi đâu bây giờ đúng giờ. Rồi em bị stress nặng, em muốn quen anh nó khác với em tí cho nó vui lên. Chứ nếu mà em học giỏi mà kiếm mấy người khác học giỏi nó em thấy cuộc sống nó chán quá. Thường thường nhiều người họ cũng mâu thuẫn như vậy. Rồi sao làm sao nè, người ta add cái nick em rồi em thích liền hay là sao? Không có thích liền, thấy phố đánh cái chữ capital letter and lowercase letter like that. Giống như cái thời hồi xưa là con nít mà đánh chữ là một cái chữ in, rồi cái chữ thường đó là những cái đứa là con nít trẻ trâu quá. Thì ảnh không thích em như vậy, ảnh mới chặn em. Lóc luôn. Trời ơi, lóc rồi sao lại cuối cùng lại tìm lóc luôn nhà. Rồi thường, nhưng mà thường xưa là em mới đổi cái nick khác. Rồi sau này trở lại nói chuyện, người nhìn hình kia nọ em mới nhận ra ồ hồi xưa là anh lóc em tới mấy lần rồi. À, em tên khác. Nhưng mà em add được bao nhiêu? Em không có tìm ảnh, ảnh cũng lấy cái nick khác nữa. Ồ vậy hả? Mà giống như là cái như trời nó làm cho mình gặp nhau lại á. Nếu như là hồi xưa nói chuyện người ta ưa đổi nick tới lưu hoài. Cái đổi tới lưu hoài thì bao nhiêu lần thì mới chính thức là hẹn hò để gặp 2-3 lần vậy đó. Cái em nói đòi hình ảnh, ảnh thì anh nói là ảnh giống thằng em có ảnh, chứ đưa hình em ảnh thôi, không có đưa hình của ảnh cho em coi. Trời ơi, nó cũng làm cái chương trình bí ẩn quá ha. Nó tóm lại là hẹn gặp nhau ở mo. Ảnh đứng đầu bên kia, em đứng đầu bên đây. Rồi em mới nói là bây giờ anh đang mặc cái gì vậy để em dễ nhận diện ra anh. Tại vì mo thì đông người. Cái ảnh mới hỏi anh mặc nguyên bộ đồ đen rồi mang đôi dép màu vàng vậy đó. Cái đầu em mới nhìn sao đó, trời ơi ông nội nào mà lùn mà mặt mà giống như cục chả lụa trời. Đừng có nói là anh nghe mà đang gặp điện thoại mà ảnh nói anh đi nè em ở đâu. Em cũng nói là em muốn sau lưng nè, em không biết anh ở đâu. Cái ảnh mới diễn tả anh vậy, em nói chết rồi, trời xấu quá à, sao giờ trốn quá à, mà đang lỡ hẹn rồi. Rồi cái nó thôi xây qua đừng xây qua ổng xây qua nó anh đi nè, cái hết hồn rồi xong cái là ổng. Rồi em lỡn trốn rồi, nó thôi kệ mình cho ổng xí đi một bữa đi. Rồi dắt đi ăn phở rồi xong chắc về nhà vậy đó. Rồi lúc đó xe anh bị hư bị đụng đó. Rồi anh mới mượn xe của thằng em, anh chở em đi. Em ra nhìn cái xe em cũng tụt bút luôn. Tại vì người thì bự mà xe tới hòn vậy nè. Cái xe nhỏ xíu siêu à, chui vô ổng còn chui không lọt. Nó tóm là cái gu không có gì mà em tránh nổi chứ. Nhưng mà cái thời điểm mà hai đứa mà hẹn hò nhau là năm đó Hiệp Phố khoảng nhiều, em bao nhiêu Vương? Em là 18, anh là 19, right? Uh-huh. Yeah, đúng rồi. Yeah, really young. Từ tính đến cái thời điểm này, từ cái thời điểm mà biết nhau cho tới bây giờ là tụi em ở với nhau được bao nhiêu năm rồi? 17 năm. Wow. 17 năm trên. Yeah. Ơi, vậy là đây là một cái cặp vợ chồng son mà có một cái hành trình bên nhau tới 17 năm rồi đó quý vị. Lúc mà Hiệp Phố vừa gặp em, cái ấn tượng đầu tiên là thấy Vương giống như là cục chả lụa là người ta không vui rồi đó. Rồi còn cái ấn tượng đầu tiên của em về cô nàng bé nhỏ này thì là ấn tượng gì? Thấy Phố thấy dễ thương và đẹp quá. Mà mấy con gái that I know before, it's just wear, they just wear like quần jean, nhí sneakers, right? But Phố bạn like cái áo designer với high heels đồ, mấy cái đó đó. Thấy lạ với thấy sợ chút xíu tại it's like, you know, like high maintenance girl or something. Quá hai là sang chảnh. Yeah. Còn mấy người mà anh quen là đơn giản với quần thun, áo jean, quần dài đáng thôi à. Yeah. Cái lúc mà gặp nhau đầu như vậy, không ấn tượng rồi xong sao, rồi xong là cuối cùng lại ghét nhau mà lại gặp lại là sao? Là giống như là em về nhà em không có muốn quen nữa. Rồi yeah, lúc đó người già chán lắm, rồi cái em nói chuyện với bạn thân em, thì bạn thân em nói là thôi bây giờ thử người này đi, tại vì nghe nói học thức này, học là học bác sĩ này kia nọ nữa, thì chắc có tương lai hơn. Lúc đó em cũng mới chia tay bạn trai nữa, em nói ok thử vậy đó. Rồi cái đi chơi vài lần, nhưng mà cái ấn tượng của em đó là ba em khen ảnh, cho nên cái đó mới là cái điểm nhất của em. Wow. Mà em quen bao lâu thì em dắt Vương về nhà ra mắt ba? Lần thứ hai. Wow, là có lần thứ hai là về ra mắt. Không có dắt vô nhà, ảnh ở ngoài anh đợi em ra. Mà ổng nhìn từ xa. Vô tình ba em đi ra xe lấy cái gì đó, rồi cái ảnh mới bước ra nói con chào bác.
Lúc đó là ba em mới ấn tượng. Chịu luôn. Dạ, ba mấy mẹ em á, nói rồi tôi thấy thằng này được mà nó gặp tôi mới biết chào hỏi đấy kia nọ vậy đó. Thì em nghe cái đó em nghe lén thì ba em chấm thì em chấm. Thì tính ra là người lớn họ họ có con mắt nhìn rất là chính xác nha quý vị. Trong cái quá trình mà quen nhau có cái kỷ niệm nào mà ấn tượng mà vui nhất không? Kỷ niệm là cái lần thứ hai hẹn nhau đi chơi là ảnh chở em đi San Jose. Rồi xe của ảnh thì xấu quá rồi em lại mắc cỡ, sợ lên ngồi lại mắc cỡ. Tại hồi xưa giờ bạn trai em là xe độ, xe đẹp không à. Thôi có lời góp một điểm rồi. Thôi thì cái hẹn thứ hai thôi cũng lỡ đi lên luôn. Đi lên xong cái đi về cái ảnh chạy ảnh đổ xăng. Cái em mấy lần người như là mình tử tế mà. Cái mình móc ra 20 đô, mình nói thôi giờ em phụ với anh 20 đô anh đổ xăng đi. Cái anh cũng lấy 20 đô, anh chạy vô, anh đưa cho người ta. Cái anh chạy ra, cái tưởng là chuyện vậy thôi, em còn 20 đô nữa không? Nó ủa không xài gì anh, tại vì 20 đô đổ không đủ 40 đô mới đổ. Cái chồng đầu em nó lại góp thêm điểm thứ hai nữa. Là người đàn ông lần đầu tiên mà hỏi trắng trợn. Nhưng mà cái hình ảnh đó nó làm em khó chịu, nhưng mà... Nhà nhà mình suy nghĩ lên mình thấy nó ngộ ngộ gì đâu á. Mình thấy thương không? Dạ, giống như mình thấy như ảnh chân thạch quá đi. Ảnh giống như là cái kiểu cute. Nhưng lúc đó là mình thấy là kỳ, nhưng mà về mình suy nghĩ lại thì mình thấy rất đáng yêu đúng không? Dạ. Thật ra là rất đáng yêu, chị cũng thích những cái hình ảnh đó. Thật sự nó phải thực tế như vậy. Dạ. Chứ nhiều người hả, mới quen cái show up cho đã rồi xong cuối cùng về trời không ơi, ta nói không có gì hết, mình còn mệt nữa luôn. Rồi xong rồi cuối cùng em đổ xăng, người ta bỏ tiền cho em đổ xăng, rồi sau đó em có về em suy nghĩ là em lấy tiền trả lại cho thành phố không? Không, dắt đi ăn phở. À, tại vậy nó do bắt ăn phở thì buồn. À, câu chuyện của Hiệp Phố với lại Vương Ngô thấy rất là thú vị nha quý vị. Thì hai người quen nhau bao năm thì bắt đầu mới tính cái chuyện là về ở chung một nhà với nhau. Không có tính ở chung, là vấn đề anh về ở chung là tại vì ba mẹ anh mua nhà xa quá, anh không có muốn đi theo. Rồi lúc đó em mới về em nói với ba em là anh muốn ở lại đây gần em vậy đó. Mà ba nó ok kêu dọn vô ở chung vậy thôi. Thì câu. Dạ. Ba chơi lớn vậy trời. Dọn vô ở chung nhưng mà điều kiện là em ngủ trên giường, anh ngủ dưới đất. Oh, no. Rồi hai đứa ngủ là cứ nắm tay ảnh thì đưa tay lên, em đưa tay xuống, đưa nắm tay ngủ. Thì đó. Dạ. Đó chứ sao mà có được chuyện đó ta, nếu mà nằm ở trong phòng rồi ở chổng làm gì. Không, tại vì cái phòng của ba em nó giống như vậy nè, đóng cửa là mở cửa ra là phòng em vậy rồi đó. Khó nha. Nằm khó xử quá. Nghe cái mặt mồi nó không có đúng. Sáng cái tay nó đơ như là tại em mà đưa thẳng xuống thẳng lên đưa lên cầm nha. Là vậy thôi đó. Dạ vậy thôi. Bao nhiêu lâu rồi mới có chuyện gì xảy ra ta? Trốn. Ba mẹ đi làm thì ở nhà. Lúc đầu thì chị có nghe cái câu chuyện của Vương á, là Vương nói là Vương đi học về bác sĩ. Ủa mà sao sau này lại đi về lính là sao, chị không hiểu? Và tại vì ảnh đi học xong rồi ảnh đi làm trong bệnh viện khoa cấp cứu 2 năm lận. Rồi ảnh thấy chết nhiều quá, rồi máu me ảnh cũng chứng kiến mỗi ngày á. Ảnh thấy 2 năm đủ, ảnh không có muốn thêm nữa. Khi mà em quyết định đi lính như vậy á, thì cái đó là do tự em nghĩ muốn đi hay là có một động lực nào mà thúc đẩy em đến với cái công việc đó? Tại hồi lúc like 10 years ago không có biết làm muốn làm cái gì á. Bạn nó làm rồi á, nó kêu vô mình đi đại, giờ thích ở 10 năm rồi. Nhưng mà thực ra cái đi lính đó, nó làm cho hai người tự nhiên xa cách nhau, có bị những cái cuộc xa cách mà không có thể gặp nhau hay như thế nào? Dạ có, lúc mà anh đi học quân sự là phải xa nhau 3 tháng. À, 3 tháng không có điện thoại, không gì hết luôn, nó tóm là không biết gì trong đó luôn, không được liên lạc nhau đâu. Không được liên lạc, chỉ là viết thư. Nhưng mà cái thư nó rất là chậm, 1 tháng mới được một cái lá thư của ảnh thôi. Dạ, thì lúc đó đối với em là khó nhất. Rồi lúc đó là tụi em có thằng con chó là Pinky là con á. Rồi cái lúc đó là em bị sốc. Cứ mỗi 2 tiếng đi ra thùng thơ, kiếm thơ của ảnh á. Nhưng mà mình biết một ngày là người ta giao thơ một lần thôi. Mà cứ 2 tiếng dắt chó đi mở cái hộp thơ lặng. Thật ra khi mà Vương Phố mà đi lính như vậy á, thì nó bị cái khoảnh khắc và cái thời gian nó bị cách trở như vậy. Thì sau bao nhiêu lâu thì lại được trở về gặp nhau, hay là sau bao lâu thì tụi em lại quyết định cưới nhau? Trước khi em đi lính là hai đứa phải kết hôn rồi. Tụi em từ lúc mà quen nhau, yêu nhau là không có gì suy nghĩ có anh bé, cho nên mới là có con chó để là con của mình. Sau này 2013 ba em mất, rồi sau đó cái chưa đầy 1 năm nữa là anh hai em mất.
Rồi mẹ em mới bị buồn quá, cái chị em mới nói là thôi bây giờ gia đình mình bên đây không có ai rồi, mà ba mất nữa, thôi em làm ơn có con đi. Uh-huh. Rồi mày có con tôi cho mày 2,000. Là chị của ai? Chị của em. Ồ, chị gái của em. Thì lúc đó em suy nghĩ thôi giờ cũng muốn có đứa cho mẹ ẵm bồng để cho ba bớt buồn, cho nên mới là quyết định có con. Nhưng mà em làm khó lắm, em nói là bây giờ anh muốn em có bầu á, có con phải con gái em mới chịu. Rồi trong thời gian mà anh đi này kia nọ đó, anh ngồi anh đọc internet cách làm sao để có được con gái. Wow, anh phải học hỏi dữ lắm. Ôi, em phục anh luôn á. Con nước Mỹ anh hay quá anh ơi. Share cái cách chia sẻ cho khán giả với là những người xem chương trình Vợ Chồng Son biết làm sao để có con gái nè. Yeah, lên Google nó nói cái ngày nào làm cái giờ nào ăn cái gì uống cái gì á, cái everything position nhà làm cái kiểu á. cái kiểu luôn á, like all of that. Nhưng mà trong cái thời gian mà anh không có bên em thì lẻ loi em cũng thấy đi bệnh viện thấy người ta cầm tay vợ chồng ôm ít đỡ vợ rồi em thấy em tuổi cũng tuổi thân. Cái ngày em sanh xong thì là chồng em đã chính thức ở bên cạnh chưa hay là như không nào? Thì đó em sanh xong lúc mà sanh ảnh bên cạnh em, mà lúc về rồi á là ảnh phải chở đi làm vậy đó, rồi cứ đi lên đi xuống em mới phải chỉnh. Thì ở chung với mẹ em thì mẹ em giúp em chăm baby. Thì sau bao nhiêu lâu thì là tự nhiên cái chân em nó bị khi nó con em được 4 tháng á là em bắt đầu ngã bệnh. Mà ngay cái ngày ngã bệnh là em là may mắn là ngay cái ngày cuối tuần là lúc anh đang chạy xe về là lúc đó là anh chở em đi cấp cứu, chứ ở nhà đâu có ai chở em đi được đâu. Nhưng mà trước đó khi mà cái biến cố của cái chân em nó bị liệt luôn như vậy thì là đã bị âm ỉ một cái bệnh gì chưa? Dạ không, bình thường luôn. Mà cái căn tự nhiên cái nhức chân cái vậy đó, cho nên nó làm cho mình bị sốc á. Chồng em tới giờ vẫn còn cái câu hỏi là tại sao. Cái bị nhức chân rồi xong cái đi vô cái nặng hết toàn cơ thể, cái nơ của mình nó bị cục hết luôn, sau đó là không đi được luôn. Thật sự nó là khủng khiếp. Xã em bị cái chân như vậy thì là em bắt đầu về ở lo cho bà xã hay là vẫn phải đi làm để hiệp phố một mình? Lúc nào phố bệnh thì xin nghỉ làm ở trong nhà thương 3-4 tháng. Cái thời điểm đó là hiệp phố có mẹ kế bên chưa hay là sao? Dạ lúc đó là mẹ ở nhà trong baby. Còn ảnh thì trong bệnh viện suốt để nuôi em. Rồi em không muốn mẹ em nhìn thấy cái cảnh em ống không à. Chỗ nào mà có lỗ là chỗ đó có đường ống, chị nghĩ đi. Đặt ống tày hết. Em nằm trong bệnh viện bao nhiêu lâu thì em về? 4 tháng. Wow, em sau 4 tháng sanh là em bị và em nằm luôn trong bệnh viện 4 tháng luôn. Có nghĩa cũng rất là tội baby ha. Baby cũng không được gần nhà mẹ. Trong thời gian đó tự nhiên đang bú sữa mẹ kêu quay qua bú sữa lon. Em suy nghĩ vậy cho nên em rất là đau. Lại trong thời gian mà em bé lớn như vậy đó, em không muốn nhìn thấy con em lớn ra sao. Rồi mà từ lúc mà em đi nhập viện á, con em nó thức luôn, nó không ngủ. Mà tới bây giờ là cứ ban đêm là thức vậy nè. Thực ra từ cái lúc mà cái câu chuyện mà em bị như vậy á, thì đến ngày hôm nay chính thức nó là bao nhiêu năm rồi? Dạ con em bây giờ 4 tuổi thì em cũng là 4 năm rồi đó. 4 năm rồi và nó bớt chút xíu rồi, không có cần mấy cái ống ăn với đó, ăn cầm nĩa được á. Bây giờ chưa đi được đó, chỉ còn đau nhiều. Cái câu chuyện của hiệp phố thì mình là người phụ nữ thì mình thấy là cái sự chịu đựng của hiệp phố và cái đau đớn của bệnh tật rất là thương. Nhưng mà ngoài mà cảm thương cái câu chuyện hiệp phố thì Nga cũng rất là phục chồng của cô gái này. Có bao giờ mà em có nghĩ đến một cái chuyện là em chia tay với ảnh để cho ảnh đi kiếm một người khác, hay là em có một cái suy nghĩ gì mà để cho cái người bạn đời của mình không có khổ đau hay là như thế nào? Dạ có, là em cứ thấy là em thì em có suy nghĩ về em bệnh mà ảnh không thương em. Em suy nghĩ về cái mà em không có cung cấp được là một người vợ trọn vẹn. Cho nên em mới nói là thôi bây giờ anh thích ai thì đi. Con em thì có chị em là nuôi. Còn em thì em không có làm cho vợ thì anh đi đi. Ảnh thì ảnh luôn nó chờ là ảnh đi nhưng mà ảnh không giờ đi hết. Và nhiều lúc em nói thôi giờ cho tiền nè, bây giờ đi mình đi ăn bánh mình trả tiền đi. Thì ảnh cũng làm bộ đi đi nhưng mà không có đi.
thì cũng mấy lần là đuổi vậy đó mà không đi. Có lẽ trong những cái chương trình mà nghe quay về vợ chồng son thì đây là một cái cặp mà có lẽ nó cho Thúy Nga nhiều cảm xúc, mặc dù là cái câu chuyện của hai bạn này cũng có lẽ là mới với quý vị nhưng mà rất là quen thuộc với Nga, nhưng mà lần nào trò chuyện Nga cũng bị cái cảm xúc như vậy. Nội mà có những lần mà Hiệp Phố chỉ cần mà đi lên Orange County mà gặp Thúy Nga thôi là Thúy Nga bằng mọi cách phải sắp xếp gặp cặp vợ chồng này, và lúc nào gặp trong cái tình trạng mà thấy ông chồng ông ẵm cô vợ bước ra xe là Nga cũng rớt nước mắt hết quý vị. Phải chúc mừng em là em là một trong những người phụ nữ cũng là rất là hạnh phúc nhất khi có một cái người chồng rất là quá nhiều điều tuyệt vời mà chị cũng không có dùng được cái từ ngữ nào để nói về cái tình yêu của em. Rất là vi diệu. Chúc mừng em. Chị khóc hoài à. Nhưng mà thật sự không khóc nhưng mà đói vẫn đói. Tới giờ chị ăn. Tới giờ hai chồng cho Thúy Nga ăn nè. Ok. Những chương trình mà vợ chồng son trước đây thì Thúy Nga lúc nào cũng được ăn ở trong một cái khung cảnh là cái bàn ăn hay là trong cái bếp hay trong cái nhà. Nhưng mà hôm nay thì đối với cái chương trình mà cặp vợ chồng son Vương và Hiệp Phố thì là Nga muốn có một cái khung cảnh nó lãng mạn ở ngoài này để mà sao? Thứ nhất là Hiệp Phố là một cái cô gái trong cái hoàn cảnh này thì lúc nào cũng thích ngồi một cái nơi nó thoáng mát để cho cái sức khỏe của Hiệp Phố sẽ tốt. Em ăn không? Chị ăn đi, chị ăn đi. Em ăn không? Dạ ăn. Em ăn, chị cũng ăn à? Thôi bụng quá. Rồi dạ. Vợ chồng son lúc nào có cái chương trình là đại hội vạch mặt đó quý vị. Thì bây giờ là đến cái giây phút là hai vợ chồng kể xấu về nhau đi. Dạ, ai trước? Hiệp Phố mua quần áo nên không có bận có, nên có còn cái tag á. Xong donate. Trời, mua quá trời mà không xài tới. Cho hết luôn. Cho Goodwill United. Wow. Đó là em cho là bịch đen vậy nè. Làm gì vậy? mà vẫn còn mạc luôn hả? Dạ mua rồi, cái thảy đó mua thảy. That's the only thing, you know. Túi này cũng đâu bằng em. Em cũng mua bát bạc cũng quá trời. Rồi còn cái tật xấu gì nữa? Hồi lúc gặp, everything was good, like. Ý anh nói là em là cái gì mà xấu hổ là em không có, em tránh. Cho nên bây giờ kiếm cái tật xấu gì của em nó khó lắm. Yeah. Nó có. Nhưng mà đối với trong cái chương trình này thì em muốn Hiệp Phố phải thay đổi cái điều gì? Nothing. Whenever I want something, you give it to me, so I don't know. Giống như ý anh nói là anh cần cái gì em cũng chiều á, cho nên không có gì mà muốn em thay đổi nó hết. Dễ thương quá ha. Ông chồng của Hiệp Phố rất là đáng yêu, thương vợ mới nổi mà không còn thấy tật xấu của vợ luôn. Dạ, ai cũng hỏi ảnh không á, em không có. Em hỏi anh cũng nói không có nữa. Thương ghê. I just want her to husband, that's it. Rồi bây giờ tới Hiệp Phố nè. Phố có thể bắt đầu vạch mặt chồng mình đi. Chị nghĩ là chắc em cũng muốn nói nhiều lắm, thấy mặt em nãy giờ cái cảm giác chờ đợi dữ lắm. Xin lỗi anh nha, em có hơi nhiều một xíu. Sorry, whatever. Cũng không có xấu gì, giống như là ảnh là nóng tính thôi, giống như là lái xe nóng tính thì em muốn ảnh dịu lại. Yeah. Còn cái tật này nó chỉ ngủ là đánh đập đá. Cái gì? Nghe là đánh đập đá cho nên không bao giờ ngủ chung được. Nên là con em không bao giờ một ngày được ngủ chung đá đi. Tại vì trong lúc ngủ là sao? Đấm đá vô mặt vậy đó hả? Cái lúc mà lần đầu mà đi chơi xa, hẹn hò đi chơi xa đó là ngồi ngủ trong khách sạn đó, là em ngồi nói chuyện với em, ảnh đi ngủ sớm, ảnh đá một cái mình bay từ giường bay xuống đất đó. Kỳ á. Trời ơi, như là mấy người đi lính người ta cũng ở trong đó người ta tôi luyện nhiều nên là bị trong cái giấc mơ người ta bị không, cái bệnh là ảnh có từ xưa tới giờ rồi. Dạ. Ảnh ngủ ở nhà ảnh bục cũng lủng tường đá cũng lủng tường cái luôn á chị, ngủ mơ hả? Dạ ảnh vậy á, rồi sáng như vậy là không biết mình làm nhưng mà cũng không thấy cảm giác đau luôn. Không có đau. Wow, vậy là cái nhà cũng bị sửa chữa hoài đúng không? Anh nhìn ngộ nha, cái này là cho Thúy Nga thắc mắc hỏi thêm nè. Là ví dụ như em trong cái lúc thời điểm sau này cái chân em bị vậy mà em nằm với một cái người mà cái đấm đá gì rồi nó đá cái em lọi dò tiếp nữa sao? Ngủ riêng mà chị, hai giường á. Ồ là hiện tại hai vợ chồng là ngủ hai giường. Dạ. Rồi, nhưng mà bây giờ cái trong cái giấc mơ của em còn bị vậy không? Anh vẫn còn bị vậy, anh đá anh la bình thường. Mấy con chó cũng bị sợ nữa. Tối mà anh ngủ với mấy con chó đi chỗ khác.
Tại vì anh đạp tụi nó mấy lần nó sợ. Chó mà nó cũng ý thức được ông chủ của nó. Chứ không giấc ngủ. Trời ơi, sao tôi mắc cười. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Hình như chỉ có vậy thôi à. Nóng tánh với lại ngủ vậy thôi à. Chứ thật ra cái gì anh cũng được hết. Đến nỗi mẹ em nói cái gì anh cũng nghe, gia đình nói gì anh cũng nghe. Bây giờ em có muốn chồng em thay đổi một cái điều gì không? Thì là thay đổi là bớt nóng lại thôi. Với lại cái gì cũng là chill bớt đi nó. Đừng có cái gì mà đi. Như là xong tham rồi con mình đi. Ta đã không đi được rồi mà hối tao quá rồi sao ta chạy theo. Không, như anh hối con mình, mình thấy mình đau ruột, mình đứt ruột vậy đó. À, anh ừ. Hối con bé đó hả? Rồi, nhanh con, nhanh con mà làm mình thấy tội nghiệp. Tại vì mấy cái người mà ta ở trong lính em, người ta có một cái nguyên tắc. Dạ, anh muốn đi đến đâu phải đúng giờ, đúng khách, anh không muốn đi trễ chứ. Đối với chị á, khi mà chị nói chuyện với vợ chồng em á, thì chị thấy là cái người đàn ông của em á, rất là tuyệt vời. Còn đối với em thì em có dành cái sự tự hào về ông chồng mình trong mắt em là em cảm xúc về chồng em như thế nào? Dạ em hãnh diện lắm chị. Tại vì đó giờ đi đâu ai cũng khen em, chưa bao giờ có nghe một lời chê. Giống như từ dòng họ, từ bạn bè, chưa có một người nào chê hết. Dạ, cho nên em thấy cảm giác vui, hạnh phúc với lại tự hào có được chồng như vậy. Tại vì ba em là một người rất là vĩ đại. Rồi em nói là sau này em muốn cưới chồng không phải giống ba em. Thì ảnh cũng giống như rất khó nên muốn mà giống ba em đối xử em vậy. Honey, anh nhớ em nói em thích cái này nữa. I'll explain when you open it. Sau cái chương trình này nó cho Thúy Nga nhiều bất ngờ quý vị. Chưa có hỏi là hai người có muốn chia anh sẻ một cái gì em không? Đâu có mở được đâu. Okay. Rồi cái tự nhiên bây giờ là ông chồng đang nói chuyện tự nhiên ông biến mất. Rồi vụ này vụ gì đây? Surprise vụ gì vậy? Nice. Wow, so nice, mắt kiến chắc. Đừng có nói cái đó nha. Cái gì vậy? Đừng nói cái đó nha. Chắc chị nghe biết đó. Ủa? Chị không biết, chị sao chị biết được? Wow, oh my god, so nice. Chanel luôn nha quý vị. Cái mà chị Nga đeo trong cái video của chị nè. Yeah, không nói faulted, when it discontinued. Nó copy bị hết là hết rồi, discontinued hết rồi. Rồi em chỉ không có, rồi em buồn. À. Ở đâu giống da vậy? Magic. Wow. Secret. Hay quá, nhưng mà cái mắt này cái mắt trắng nha. Mắt trắng. Còn của chị là mắt đen, nhưng mà cái gọng là y chang. À, coi như là thấy Thúy Nga đeo trên kênh YouTube kê thích quá. Nhưng mà nó hết rồi, cái này kiểu 2020 á. À hả, đúng rồi. Hết rồi. Ồ, chết cha, chẳng lẽ tôi cũng là một cái người mà để làm cho người ta cảm xúc, người ta đòi hỏi chồng như vậy ta. Thank you, honey. You're welcome. Tiệm đâu ra vậy? Secret. Rung luôn. Mừng mà thích mà mừng rung luôn. Được không? Đâu có đẹp bằng chị Nga đâu. Đâu, y chang. No, mirror. Y chang, chỉ có cái mắt là nó khác thôi. Thôi. Wow. Cũng được rồi. Ôm chồng cái đi kìa. Em cũng có cái thùng cho anh nữa. Trời ơi, ông chồng cho vợ món quà nhỏ nhưng mà chất lượng nha. Giờ vợ đang tặng cho chồng cái gì đây? Chắc không thích mất rồi. Thì chỉ có ông thích cái đó thôi. Là bắt bạc nó hả? Đúng rồi. Chứ cái gì vậy? Cái bớ. Cái này, I said I like this one. Yeah, let me open it. Oh, it's so nice. Wow. Chứ đeo kiểu kia nó thành con gái á. Đeo này sao nhìn nó yếu yếu sao nha, nó không có men. Thôi cái túi này thời gian nên nhường lại cho bà xã luôn đi. Làm như em mua không có mục đích phải không? Cái này là túi trai gái đeo được, mai muốn em xài đó phải không? Hai đứa xe. Bây giờ hôm nay đến với cái chương trình ngày hôm nay nè, em có một cái điều gì mà muốn nói với vợ không? Mình ở chung 17 năm and em stick with me all the whole time, so I love you and I'm glad that we go through everything together, like the lowest of the low and the highest of high. And it's a life journey, and I'm glad I'm going through it with you. I know that thank you is not enough word how to describe my feeling for you, and I know that you know it too. But I just want to thank for everything you've done for us, for my family, and for our daughter. I know it has been hard.
and all the obstacles that we've been through, you still stay strong for me. Just like how I'm trying to stay strong for us. And thank you for loving me no matter what, of how I am or who I am. You never talk bad thing about me. I really appreciate for that. And I believe that you love me. I believe that you were never gonna leave me. Just how I want us to be together forever. And I believe we go to the end of this lifetime. Yes. Thank you. Love you. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. Cảm ơn tụi em đã dành cho nhau những cái tình yêu tuyệt vời nhất. Và đến với cái chương trình Vợ Chồng Son thì quý vị biết rồi đó, những cặp vợ chồng son họ chia sẻ những cái khoảnh khắc, những kỷ niệm, hay là họ nói những cái tật xấu của nhau. Nó giống như là nó ghi lại những cái khoảnh khắc kỷ niệm để cho khi mà họ xem lại cái chương trình khi phát lên thì là cảm thấy là yêu nhau hơn, thương nhau hơn và càng phải kháng khích bên nhau hơn. Cảm ơn hai vợ chồng em nha. Cảm ơn chị và cảm ơn chương trình đã cho em có cơ hội được ghi lại cái kỷ niệm giữa em với chồng em để sau này hai người có thể nhìn lại và cho con em coi lại. Thank you em. Nga cũng không mong gì, cầu chúc cho em có một phép màu. Cho em được khỏi bệnh, em đi lại bình thường. Và chúc cho cái tình yêu của em luôn luôn nó bền vững và nó đẹp mãi mãi như vậy nha. Dạ, em cảm ơn chị. Thank you em trai. Thank you, Jay. Okay. Lo cho bà xã em. Yeah. Okay. Yeah. Chị ai là người đồng ý tham gia chương trình Vợ Chồng Son? Mình là người đồng ý tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Chị là người tham gia. Chị được mời. Khi mà chị nhận được cuộc điện. Mình xưng là mình hay là xưng là chị nha? Xưng mình đi chứ. Thật ra thì Vợ Chồng Son là một chương trình mà rất là dễ thương. Và khi mà mình đồng ý tham gia thì mình thấy rất là hồi hộp. Vì chương trình Vợ Chồng Son nó mang rất là nhiều những cái điểm đáng yêu khi cho những cặp vợ chồng, và đặc biệt là những cặp chưa đám cưới, chưa kết hôn. Khi mà thấy những câu chuyện dễ thương của những cặp vợ chồng thì cũng muốn đám cưới luôn. Nhưng mà ông xã mình khi mà được nghe cái tin mà sẽ đăng ký Vợ Chồng Son đó, thì ông xã mình không thích. Tại vì ông xã nói là thôi anh đâu thích đem mấy chuyện vợ chồng mình lên chương trình đâu. Thì lúc đó mình cũng không nói gì hết, mình lặng lẽ mình lấy hai cái chương trình nhỏ nhỏ dễ thương của chương trình Vợ Chồng Son cho ông xã mình coi. Thì lúc đó ông mới biết là Vợ Chồng Son là chương trình dễ thương như vậy. Thì sau đó là ông không có ý kiến gì cả. Cũng không phải là vì cái đoạn đó ấy là... Qua đó thì Nhung có nói một câu là thật ra quay lại để giữ lại khoảnh khắc lúc đó của mình thôi. Tại trước đó Võ nói là mình son mẹ mình có son gì nữa đâu mà mình đi tham dự Vợ Chồng Son. Nhưng mà nghe vợ mình nói vậy cũng có lý. Lên Vợ Chồng Son không phải nhiều khi để khoe ra mà để giữ lại những cái khoảnh khắc đáng yêu nhất của vợ chồng mình. Cũng giống như là kiểu để sống lại lúc đó vậy đó. Để son trẻ lại. Đúng rồi, đâu phải lúc nào mình nãy giờ trải nghiệm mà thấy son rồi đó. Đâu phải lúc nào mình cũng có cái cơ hội để làm cái đó đâu. Đâu phải lúc nào cơ hội. Giờ không lẽ bình thường đi mặc vest cưới. Hai vợ chồng mặc quần đi chơi. Đi uống cà phê mặc vest cưới. Để đi chơi sao? Ok. Anh chị đã chuẩn bị gì cho cái ngày ghi hình hôm nay không? Có sắp xếp một số những cái lịch đột xuất của bạn bè rủ chơi thì Giáng sinh. Nhưng mà vợ chồng mình cũng gác lại hết. Còn về tâm lý thật ra chắc là riêng Võ là không chuẩn bị gì cả. Tại anh muốn lên đó nói một cách tự nhiên nhất và nói một cách bộc phát nhất. Cái đặc sản của chương trình mình là sẽ có vài vợ chồng để xấu nha. Anh chị có chuẩn bị để bóc phốt nhau không? Cái đó là giống mỗi ngày. Cái đó là mình làm mỗi ngày rồi cho nên chắc cũng chả cần chuẩn bị. Mới cứ lộn xong. Không đếm được. Chắc cũng chả đếm được. Anh đừng uống chung cà phê với em nữa làm sao. Mình rất là bực mình mỗi lần ông uống chung với mình một cái ly cà phê. Thường là mình hay thích cái cảm giác pha cái ly cà phê bỏ vô cái bình giữ nhiệt xong mình đem đi làm. Mà cứ mỗi lần mình đụng vô cái ly cà phê đó là hết trơn. Ông chỉ cần ông tu hai hơi là hết. Cà phê em uống như nước trà vậy. Mới cười lộn nãy luôn. Dạ, thì thường nếu mà anh chị cãi nhau thì ta sẽ là người biết không?
À, là người chiến thắng rồi. Em. Đúng rồi, thường là vậy, rất là tâm lý kiểu như đóng kịch hoài mệt lắm. Người thì thích khơi gợi câu chuyện lên, người thì rất là hợp tác trong cái khâu tức giận. Thường là hai vợ chồng hay cãi vã nhau, ba chuyện lặt vặt. Chắc là có thể là do thứ nhất là do anh hay cầm ràm nha, ấy là hay cầm ràm. Anh hay xàm á. Cái thứ hai nữa là kiểu như khùng xàm xàm. Xàm xí. Mình nhớ ngày xưa lúc mà hai vợ chồng mặc đồ cưới xong đi ra công viên chụp hình, xong hai vợ chồng đang chụp hình xong mình nảy ra ý tưởng, ô anh ơi đằng kia có xe cá nhân chiên kìa, mình lấy một cái sâu cá nhân chiên xong anh đút kem ăn chụp hình các kiểu lãng mạn. Xong ổng mới vừa mua cái ăn chiên xong đút lấy cây thọt mũi mình cái. Hai vợ chồng cãi nhau xong đặt máy thằng cha quay phim rồi cũng chơi về luôn rồi. Tan ca bữa đó luôn. Vợ buồn cười nhất. Trong buồn cười nhất đó, hả? Thường em xinh đẹp đúng không? Dạ, tự nhiên nhớ lại cũng hơi khó. Buồn cười nhất. Buồn cười là... lúc em chửi anh uống ly cà phê đó. Ừ, ok. Chị ơi, tính ra những mùi thì chị sẽ chấm vào đồ chai với đồng bao nhiêu điểm, và cái điểm mà chị thích nhất ở anh là gì? Cái điểm 10 cho thang đẹp trai của anh đó hả nhở? Chắc em sẽ cho anh 9 điểm luôn. Okay. Mình phải tạo động lực và mình phải có một cái thang điểm đó, nó vừa phải với cái cuộc sống hiện tại. Chứ mình chấm không thấp quá thì mình không mở gì không được. Trên chương trình này cứ nói về ông xã. điểm mình thích nhất ở ông xã mình đó ta. Nhất là những lúc mà mình hay gọi ông, anh ơi tối nay đi hải sản nha. Là ông ok là đi. Thì anh hãy kể một điều mà vợ anh giỏi nhất và một điều là vợ anh giỏi nhất. Cái đó hai điều đó chắc là một luôn đó. Anh tính kiên định. Nhưng mà nếu mà nói về tích cực là kiên định, nói về tiêu cực nó là lì. thì nó giống nhau. Mình nghĩ đó là điều mà tốt nhất cũng như là giỏi nhất của vợ. Dạ. Chị ơi, thì còn chồng chị, cái điều giỏi nhất của anh là gì và điều dở nhất của anh là gì? Thật ra hôm nay mình chuẩn bị sẵn một cái rất là nhiều những cái lời hoa mỹ dành cho ông xã mình. Tại thường là ở nhà thì mình hay chửi ổng, nhưng mà thật ra mình nghĩ lại thì em thấy ổng tốt mình thiệt. Cho nên là mình nghĩ là cái điều ổng giỏi nhất hả? Điều nhiều nhất đúng không? Nhiều nhất thì thường là mình thấy ổng cái gì cũng giỏi hơn mình cả. Nên thường là mình sẽ hay hỏi ổng những cái mà mình cảm thấy rất là khó khăn, không biết phải quyết định làm sao. Thì thường những lúc đó là mình thấy ổng rất là super. Còn dở nhất là những lúc mà mình rất là buồn ngủ nhưng mà ổng ngáy như trâu vậy á, rất bực mình luôn. Lúc đó chỉ muốn quay cái gói đèn lên cho im luôn thôi. Cảm ơn chị. Cảm ơn. Trong hai chị, ai là người gửi tham gia chương trình trước ạ? Là vợ anh. Tại vì hình như là Trinh là được mời đúng không? Đúng rồi. Thật ra lúc đầu là anh hơi ngại, cũng chưa đồng ý liền, nhưng mà mình thuyết phục cho nên là anh cũng phải đồng ý thôi. Anh là anh ngại về mình lên TV mà không biết nói gì, hay là anh ngại anh không muốn xuất hiện anh? Thật ra là từ lúc cưới đến giờ thì anh lên hơi nhiều ký, anh lên chắc cũng phải 10 ký nha. Anh sợ kiểu như là mình lên mình mập quá thì cũng ngại, nên là lúc mà chị nói anh thì bắt đầu anh hai vợ chồng nói anh phải giảm cân, thì chị cũng rất mua rất nhiều đồ cho anh để anh giảm cân, thì đến bây giờ chắc anh xuống được 5 ký rồi nên chị cũng đỡ, cũng tự tin hơn. Dạ rồi, thì trước khi mà mình đến với chương trình đó thì anh chị có chuẩn bị cái màn bốc phát hành tráng chưa? Thật ra thì cũng không có chuẩn bị màn bốc phát hành tráng gì, tại vì không có tật xấu gì đâu, quá kiểu quá lớn, cho nên là hai vợ chồng cũng không có chuẩn bị tinh thần trước đâu, cũng tự nhiên thôi, cũng tới chương trình rồi mới cảm thấy tự nhiên thôi. Rồi thì sau khi nghe anh chị cảm xúc anh chị như thế nào? Thì anh nói sao thì nói chung là anh thấy cũng Quân Vân cũng có cho vợ chồng anh nhiều cái ý kiến lời khuyên, anh nghĩ đó là giá trị đối với hai vợ chồng anh, thì anh nghĩ là nó sẽ giúp được hai vợ chồng anh rất nhiều. Dạ, thì trung bình một tuần thì chị
7 lần. Không, tính ra là một ngày chắc cũng 3-4 lần. Ngày nào như ngày nào cũng vậy hết. À, không có ai là người chiến thắng, nhưng mà anh lúc nào cũng là người bắt chuyện nói chuyện trước hết. Là chị thắng lại. Dạ, có chiêu rồi. Anh ơi, khoảnh khắc nào mà trong chị buồn cười nhất? Khoảnh khắc nào buồn cười nhất mà thật ra là có một khoảnh khắc anh rất là nhớ. Thì lúc đó là chị đang có bầu em bé. Thì lúc đó thì hai đứa đang đi thang máy lên nhà, nhưng mà chị đang đau bụng quá, mà giống như là em biết là có bầu thì kiểu mà đi còn không được nhanh á, nhưng mà chị đau bụng quá rồi nên là vừa ra thang máy thì là chị chạy. Mà lúc đó bầu cũng lớn, bầu cũng 6 tháng 6 7 tháng thì nó cũng lớn. Chị chạy nhanh về nhà, nhưng mà anh đứng phía sau anh quay phim lại, anh quay phim lại cái cảnh mà chị chạy đó, rất là dễ thương. Nói chung là lúc đó anh nghĩ là lúc đó trên 2 điểm 10 chị đang chấm điểm độ đẹp trai của chồng chị là bao nhiêu, và chị thích ở cái điểm nào nhất trên chồng chị? Không thích điểm nào trên thang điểm 10 hả? Chắc 8 điểm là lúc đó mới đám cưới, lúc đó chưa tăng cân đó, là chấm 8 điểm. Còn điểm thích nhất thì chắc là mắt. Thích nhất là mắt. Hồi nãy chị nói là điểm 8 là chưa đám cưới, vậy giờ cưới xong rồi giờ họp lên rồi đó là giờ không nhiêu điểm? 7.5. Thì mỗi sáng thức dậy thì cái hành động đầu tiên của anh chị là anh hay diễn đại chị và chị diễn đại? Thực ra là tại vì hai vợ chồng không ngủ chung. Anh ngủ với con, còn mình ngủ một mình. Thì sáng dậy á thì anh hành động đầu tiên chắc là anh thay tã cho con bú. Còn chị thì dậy sau, cho nên là sáng dậy hai chồng chào nhau vậy thôi, rồi anh rửa sáng. Tối không ngủ chung có nhớ hơi chồng không? Tại vì thời gian cả ngày á hai vợ chồng ở bên nhau cũng nhiều á, cho nên là cũng không nhớ. Anh hay kể một điều tốt, một điều mà vợ anh giỏi nhất và một điều vợ anh dở nhất là gì? Nếu mà giỏi nhất đi, nó giỏi nhất trước đi, thì anh nghĩ là nấu ăn. Dạ, nấu ăn cũng rất là ngon. Thì là nói chung là thích sáng tạo lắm, nhưng mà đôi lúc cũng fail. Còn dở nhất thì anh nghĩ chắc về dọn dẹp nhà cửa. Vợ anh thì giống như là hơi bị bừa bộn, kiểu mà hơi bày, rồi cũng kiểu nghĩ là anh sẽ dọn á, nên là chị cứ để vậy đó cho anh dọn thôi. Nên là việc nhà là anh dọn hết. Nên là việc nhà là anh làm hết, đúng rồi. Chị ơi, một điều dở nhất của anh là điều dở nhất của anh là gì? Điều dở nhất của anh đó là chăm con. Anh thiếu lắm. Nói chung là anh tắm cho con, rồi lúc mà mới sinh về là anh tắm cho con, rồi mặc đồ cho con. Lúc đó chị chưa dám làm, tại vì em bé nhỏ quá, mình không có khéo tay để làm, và anh rất là khéo. Còn điều dở nhất, điều dở nhất anh làm cái gì ta? Của anh làm gì ta? Không thấy luôn. Không thấy luôn. Điều dở nhất là gì luôn á, không thấy. Ok, cảm ơn em.